hai người, hai người đang gắn lá đó. Cái này gọi là thổi hồn vào 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 lá, thổi hồn vào con chim. Chung là sáng giờ mình nghe nhạc chán, mà bây giờ mình nghe nhạc chó sủa. Tại khu này giàu không à, trong nhà cũng giàu á, người ta phải nuôi chó để người ta giữ của. Giữ con chó thì có, thầy giờ nuôi nuôi chó là giữ con chó, không phải giữ Khu của. này nhà không có chó hết trơn. Hồi đó em nuôi con Rottweiler, giữ con chó gần chết luôn, sau này em bán con chó em mừng cũng Dạ. chết. Sao vậy mày? Ủa sao vậy? Con Rottweiler của em nó mắc tiền á chị, Sợ hả? Sợ mất hả? nó mắc tiền mà nó to Nó nữa. là gì? Nó là con chó hả? Nó thuộc giống Rottweiler, nó là giống chó của nước ngoài á, nó nặng tới 50 kg, nó nặng tới 50 kg mà mặt nó có sệ không? sệ Vậy kêu chó mặt sệ đi cho dễ không nhớ. phải chứ không phải là chó mặt sệ, nó là cái giống của nó là Rottweiler. Chị thấy con chó gì mà thằng đó nó mua ở ngoài Bắc chuyển vô 5 số triệu, con chó gì giống của nước ngoài á, nó hiền á, có điều cái giọng nó sủa lớn lắm nha. Cái giọng của con chó nhà em hả? Không phải cái giọng nó sủa lớn, mà là con chó nhà em mà chỉ cần mà ngày nào mà gọi là đi đâu về mà về tới nhà một cái mà không có xích nó mà thả nó ra là nó nhảy Không, lên chị người nuôi một con cái là chó nằm Quốc luôn xuống chị đất bỏ luôn. cả gần 2 triệu ra mà nó sống không nổi, thôi nhà chị mua. Hồi đó Chó nó khùng lắm. em có một con Bắc Kinh, em có một con Chihuahua với lại một con Rottweiler. Trời, nó đẻ mà con chuột cống ăn hai cái đứa con của nó nha, nó rình nó bắt được cho bằng được cái con chuột cống đó. Tội quá vậy. Ừ. Sao để chuột ăn con của nó?